khám phá hương vị đặc biệt của cá lóc nướng than, trải nghiệm đậm chất đồng quê. Đôi khi, hương vị ngon miệng không cần phải quá phức tạp. Một món ăn đơn giản nhưng tinh tế, như cá lóc nướng than, có thể mang đến cho bạn một trải nghiệm ẩm thực đầy thú vị. Hãy cùng nhau khám phá sức hút đặc biệt của món ăn dân dã này, nơi hương vị đồng quê và sự tươi ngon của cá lóc kết hợp với hương thơm của than hoa. Hòa mình trong sự đậm chất đồng quê, một hành trình đầy hấp dẫn và sáng tạo, cá lóc nướng than không chỉ là một món ăn ngon mà còn là một hành trình đầy hấp dẫn. Việc nướng cá cùng gia đình hoặc bạn bè, ngắm nhìn màu sắc và hương thơm của thức ăn hòa quyện với không khí vùng quê tươi mát là một trải nghiệm thú vị và đầy kỷ niệm. Nói hài thôi Hà Thanh ở chợ nhé. Giờ Hà Thanh thử trổ tài nấu nướng, bắt tay vào thực hiện một bữa ăn tuyệt vời và cùng nhau thưởng thức món cá lóc nướng than để khám phá và tận hưởng hương vị tinh túy từ những nguyên liệu đơn giản nhưng lại đặc biệt đầy ấn tượng. Món cá lóc nướng than không chỉ là một món ăn ngon mà còn là một hành trình trải nghiệm vị giác và kỷ niệm đáng nhớ. Ôi nói nhiều quá, bây giờ bắt tay vào thôi. Nguyên liệu cần chuẩn bị: một con cá lóc cỡ 800-900g hoặc số lượng 2,3 con tùy theo số lượng người ăn. Gia vị: muối, đường đen, tỏi băm nhuyễn, ớt băm nhuyễn, dầu mè hoặc dầu ô liu, dưa leo chuối chát hay gốc tư trái thơm, rau ăn kèm rau thơm, húng lủi, tía tô, rau diếp, rau cần ống ăn sống, có cả lá sầu đâu ở quê vợ nha. Nước mắm nêm, me dốt, đậu phộng rang sẵn, hành lá, bún tươi, bánh tráng. Nhất là phải có khúc mía lau. Chuẩn bị cá lóc, rau, cá lóc nuôi mua ở chợ nơi bà xã quen biết. Nếu mua được cá lóc đồng thì quá ok. Ngâm muối kèm tí chanh khoảng 30-45 phút, rửa sạch nhớt, dùng que mía lau xiên từ miệng cá đến cuối ruột cá. Sau đó để cá cố định miệng chuối xuống dưới. Rau ăn kèm, dưa leo rửa sạch rồi ngâm với nước muối pha loãng tầm 15 phút, vớt ra rộ để ráo. Hành lá rửa sạch thái nhỏ để làm mỡ hành. Đậu phộng rang sẵn trong bọc đập nhỏ. Okay, cái này nướng cá, chuẩn bị bếp than và đốt than cho đến khi than hồng ra tro. Đặt cá lóc lên bếp than, nướng từng bên cho đến khi cá chín và có màu vàng đẹp. Từng giọt mía lau thấm vào ruột cá làm cho bụng cá thơm lừng nha. Trong quá trình nướng sau khoảng 5 đến 8 phút, lấy cá ra ngoài dùng dao thái cạo lớp da khét. Lưu ý phần đầu lâu chín hơn phần đuôi. Kiểm tra độ chín, để kiểm tra xem cá đã chín hay chưa, có thể dùng thái vào lưng cá. Nếu thịt cá bén và dễ thấm, cá đã chín. Than nướng từ từ làm nên một lớp vảy cá giòn tan, giữ nguyên độ ngọt và độ mềm của thịt cá, tạo nên một trải nghiệm ẩm thực hoàn hảo. Làm nước chấm, để vào bát một ít tỏi băm, ớt, đường, me rốt đã ngâm nước sôi dầm bỏ vỏ. Sau đó, trộn đều hỗn hợp, kế tiếp thêm từ từ nước mắm nêm nếm cho vừa ăn. Bày biện và thưởng thức, cá lóc nướng đã chín, đem bày lên đĩa hột xoài, dùng dao xẻ dọc lưng cá, lấy xương giữa, rưới mỡ hành và rắc đậu phộng. Rau sống đã ráo, bún tươi, bánh tráng bày ra dĩa, mời cả nhà cùng thưởng thức. Bà xã tôi cuốn bánh tráng với rau sống, bún tươi, miếng cá lóc, cuốn tất cả lại và chấm với nước mắm nêm đã pha. Ô, ồ ngon tuyệt. Rồi, ok, hết khúc.
Đến đây chúng tôi xin kết thúc bài viết về món cá lóc nướng than. Xin chào và hẹn gặp lại ở bếp Hà Thanh lần sau nhé!